em xin chào anh chị em cô chú Đồng Ngư, những người đam mê chơi cá coi nói riêng và toàn thể mọi người xem được video này của mình nói chung. Bước sang ngày mới thì em chúc cho anh chị em cô chú mình luôn thật là nhiều sức khỏe, năng lượng mình tràn đầy. Bước vào ngày mới, mình làm việc cho nó có hiệu quả cao nhất nha. Sau những giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi thì mình gặp lại nhau trong chương trình giao lưu. Mỗi một ngày thì em chia sẻ một mỏ hồ mới, một cách làm lọc mới lên kênh để cùng với là mọi người tham khảo. Trong cái thời gian vừa qua thật sự mình rất là vui và vinh dự khi là người đồng hành với lại rất là nhiều anh chị em cô chú mình trong cái việc là mình nâng cấp hệ thống lọc nè, điều trị bệnh cho cá cũng như là huấn luyện cá dạng ngơi. Và những cái thành quả mình cũng như là mọi người làm được. Và đến thời điểm hiện tại bây giờ, nếu như anh chị em cô chú nào ở nhà hồ của mình đang gặp cái vấn đề giống như mình vừa chia sẻ đó, nước không được đẹp, cá nhát người nằm đáy, mình chưa biết làm lọc như thế nào cũng như là huấn luyện cá ra sao để nó dạng người, thì anh chị mình cứ mạnh dạn liên hệ với lại nhân nha. Mình sẽ hỗ trợ tư vấn cho cả nhà hoàn toàn miễn phí 100% nhé. Trong video ngày hôm nay thì nhân mời mọi người cùng với là mình sẽ về tỉnh Hưng Yên nha. Mình ghé nhà của anh Phong để mình tham quan cái mô hình hồ cá coi tầm cỡ khoảng 300 lít hơn nha. Đến thời điểm hiện tại bây giờ thì hồ của mình hoạt động được 3 tháng hơn rồi. Nước thì như anh chị em cô chú mình thấy rất là trong và cá của mình cực kỳ khỏe luôn. Thì ngày hôm nay mình chia sẻ hồ của anh Phong lên, thứ nhất là giao lưu với lại mọi người, thứ hai là giới thiệu hệ thống lọc mà anh Phong tự làm nha. Nói chung là hoạt động khá là hiệu quả luôn anh em, để cho mọi người nếu mà ở nhà mình có những cái mẫu hình lục giác giống như của anh Phong, mình chưa biết làm lọc như thế nào thì anh chị em của chúng mình có thể là tham khảo từ cái mô hình hồ đến cách làm lọc của anh Phong nha. Để bây giờ ở đây thì mình chia sẻ một vài thông số hồ của anh Phong, sau đó mình sẽ nhờ anh Phong chủ hồ ảnh chia sẻ chi tiết ngay cho phần lọc á, để cho mọi người xem cho nó kỹ luôn nha. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím, đây là vi sinh. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với lại nhân qua số Zalo trên màn hình nhé. Hồ này của anh Phong bán kính là 1m nha mọi người. Chiều sâu của mình là 50. Như vậy là mình tính ra hồ chánh và lọc của anh Phong nó rơi vào tầm cỡ khoảng là 300 ngoài nha. Có rất là nhiều anh chị em cô chú trong cái thời gian vừa qua hỏi mình là nuôi cá coi làm như thế nào để mà nó nhàn được. Tại vì thấy nhân chia sẻ hồ lên á, nước trong cá khỏe mà hỏi thì nhân chia sẻ là không xài vi sinh. Thì theo nhân, để mà nuôi cá của mình khỏe mạnh dạng người thì mình chú ý vào cái vấn đề gì để giúp cho cái việc mình nuôi cá coi nó dễ dàng hơn. Đây là một trong những cái câu hỏi mà có lẽ là rất là nhiều anh chị em cô chú mình muốn biết. Và trong cái thời gian vừa qua mình cũng đã giải thích cái đề tài này rồi. Thật sự là vi sinh nha, nó rất là tốt cho hồ cá của mình. Nhưng mà cái mình muốn chia sẻ với mọi người ở đây á là để cái việc mình nuôi cá coi dễ dàng hơn, rồi cá của mình khỏe mạnh mà mình phòng bệnh từ xa luôn, nó nằm ở ngay chỗ cái phần lọc của mình đó. Anh chị em cô chú mình thiết kế một cái bộ lọc, lọc dế cũng được, lọc truyền thống cũng được, cái nào cũng được, miễn là nó xử lý nước tốt là ok nha. Khi mà cái lọc của mình nó xử lý nước tốt rồi thì nó là cái phương pháp ngăn ngừa bệnh từ xa luôn. Lúc này mình sử dụng vi sinh thì cái hiệu quả của nó mang lại sẽ cao hơn. Nhưng mà khi anh chị em cô chú mình xài vi sinh á, nó chỉ phát huy tối đa được khi cái bộ lọc của mình xử lý nước tốt nha. Còn lọc của anh chị em cô chú mình xử lý nước không tốt á thì mình bỏ vi sinh vô nó trong tầm cỡ khoảng 1-2 ngày rồi nó trở lại cái trạng thái ban đầu thôi. Nên là mọi người tốt nhất hãy thiết kế cho mình một cái bộ lọc thật là hoàn chỉnh để khi mà đi vào vận hành, nước của mình trong cá khỏe dạng người được giống như trong video của anh Phong nha. Thì bây giờ cái cách mình sẽ làm lọc như thế nào đối với lại những cái mẫu hồ bằng chậu kiển hình lục giác giống như của anh Phong, sẽ có rất là nhiều cách để bơm bên trong hồ. Mình làm bằng đồ ống chữ U cũng được, nhưng mà ở đây thì anh Phong ảnh lựa chọn cái làm tối ưu nhất, có nghĩa là từ ngay chỗ hồ chánh này mình sẽ khoan một cái đường ống 60. Anh em cứ làm giùm cho mình đi, những cái hồ tầm cỡ khoảng 200 đến 400 giống như của anh Phong á, cứ khoan cái đường ống 60, sau đó mình sẽ dẫn nước từ ngay chỗ hồ chánh á ra bên ngoài một cái thùng lắng hoặc là một cái ống lắng gì đó, mình đo cho nó cao bằng cái hồ hoặc là xê dịch tầm cỡ khoảng 50 cm. Cái đường ống 60 đó sẽ nối vào và cách đáy 20-30 cm, chừa một cái khoảng trống để mình giữ phân. Rồi nước của mình sẽ dâng lên, ví dụ như mình xài 2 thùng, 3 thùng hoặc là 1 ống, 2 ống, 3 ống giống như của anh Phong thì cái việc mà mình thông lọc nó cũng quan trọng lắm. Ví dụ như mình xài cái bơm lớn thì thông lọc ống to, còn mình xài bơm nhỏ thì thông lọc của mình ống nhỏ. Thì bây giờ cái cách mà anh Phong anh làm lọc như thế nào để nước trong hồ của mình trong đường y dày, cá của mình khỏe mạnh dạng người được y dày, ở đây mình sẽ nhờ anh Phong chủ hồ ha, anh sẽ chia sẻ cụ thể chi tiết cái cách mà anh Phong anh làm lọc để cho mọi người nếu mà ở nhà mình có những cái hồ bán kính hình tròn, hình lục giác tương tự giống như của anh Phong mà mình chưa biết làm lọc như thế nào thì thông qua video này anh chị em cô chú mình có thể là áp dụng cái cách mà anh Phong làm lọc để vận hành vào bên trong hồ của mình, để giúp cho nước hồ của mình trong, cá của mình khỏe mạnh dạng người tương tự giống như hồ của anh Phong nha. Thì bây giờ cái cách anh Phong làm lọc như thế nào, mời anh chị em cô chú mình xem hết video nha. Xin chào mọi người, mình có chậu kiểng tận dụng làm bè nuôi cá coi và lọc nước bằng ống. Đây là mình làm
phi 150 lít và hai quả ống 200 lọc dưới đáy, ống chuyển sang bên quả hồ chính, chuyển sang bên đường lắng bằng ống 60. Bên đường lắng này mình có để 5 lớp di mắc và 5 lớp lưới lan, và bên trên mình để sứ viên đá lông vũ và nham thạch, đã một túi xỉ than rửa sạch đã khô và nước rất là trong. Bên với bên quả thứ hai này thì mình để di mắc và lưới lan 4 lớp, 2 lớp di mắc và 2 lớp lưới lan, và sứ viên một cân cả một túi, và nước của mình rất là trong chảy sang bên này. Và chuyển sang quả thứ hai, mình cũng để đi làm và đi mắc và một túi đá viên và bơm thì mình để bên ngăn cuối cùng, ngăn thứ ba của mình chuyển sang đây và nước rất trong. Cuối là chuyển sang bên chung thì mình để lấy mắt và đá ngăn thạch và xí ấy, và bơm đây mình dùng bơm 5.000. Vừa rồi thì anh Phong đã chia sẻ là mọi người rất là chi tiết cái cách mà anh Phong làm lọc nha. Nói chung là ở nhà nếu mà anh chị mình có những cái mẫu tầm cỡ khoảng 200 hoặc là 300 giống như của anh Phong á, mình chưa biết làm lọc như thế nào thì mọi người cứ mạnh dạn liên hệ với lại nhân nha. Mình sẽ hỗ trợ tư vấn cho cả nhà một cái bộ lọc nói chung là tương tự giống như của anh Phong, hoặc là đơn giản hơn là mình có thể là sử dụng một thùng lắng cộng với lại một cái dàn ba ki. Nhưng mà cái mấu chốt ở đây là mọi người phải khoan dùm cho mình một cái đường bóng 49 hoặc là 60 nha. Sau đó là mình sẽ dẫn nước ra bên ngoài. Anh chị em cô chú mình mua cái thùng nó cao bằng cái hồ hoặc là cao hơn giống như của anh Phong á, mình nói vào cách đáy 30 cm, ở dưới mình chừa một cái khoảng trống ha, sát dưới đáy anh chị em cô chú mình khoan một cái lỗ 27. Ở trên cái đường ống vào đó mình sẽ để lưới lan hoặc là Zimat giống như của anh Phong á, để mình giữ phân ở bên dưới. Tại vì nếu mà anh chị em cô chú mình để bên dưới luôn thì nó không có cái khoảng trống để mà nó lắng phân, nên là cái mục đích mình để 30 cm ở dưới mà nó trống á, để cái phân của mình nó sẽ lắng lại. Ở trên thì mình để Zimat lưới lan, nước sạch của mình dâng lên. Anh chị em cô chú mình làm một cái đường ống chéo xuống đáy của cái thùng số 2 hoặc là cái ống số 2 giống như của anh Phong. Rồi ở trên mình để một hai lớp Zimat, rồi anh em để sứ viên, sứ thanh, nham thạch gì đó. Nước dâng lên qua những cái lớp lọc này tiếp tục xuống đáy của ống số 3. Ống số 3 cũng vậy luôn, nhưng mà trên cùng là sẽ để một lớp Zimat. Sau đó mình để bơm. Thì hiện tại bây giờ ở đây anh Phong đang xài cái bơm là 5.000, cho cái hồ chánh của mình tầm cỡ khoảng là 200 ngoài. Nói chung là rất là hợp lý nha cả nhà. Mình trả về ngay chỗ cái chum của mình á, vừa lọc nước, trả về hồ làm luồng cũng như là tạo oxy luôn. Thì đây là cái quy trình mà hiện tại bây giờ anh Phong đang làm lọc. Và theo cá nhân của mình á, thì đối với lại những cái mẫu hồ mini mà làm lọc giống như của anh Phong thì xử lý nước tương đối rất là ok rồi. Thì anh chị nào ở nhà mình có hồ rồi chưa biết làm lọc như thế nào thì thông qua video này anh chị em của chú mình có thể là copy cái cách mà anh Phong làm lọc. Thì mình tin chắc rằng với cái cách làm lọc này, nước của mình sẽ được xử lý tốt và cá của mình sẽ khỏe mạnh và ngăn ngừa từ xa bệnh cho cá luôn nha. Ngày hôm nay thì mình cùng với là anh Phong đã giới thiệu với là mọi người một cái mẫu hồ cá coi mini tầm cỡ khoảng gần 300 lít, hệ thống lọc một thùng lắng và hai cái ống 200, xử lý nước rất là tốt. Thì anh chị nào muốn làm thì mình có thể là tham khảo nha. Thôi mình xin phép cũng kết thúc video tại đây luôn nha anh em. Thì cũng đại diện cho bên kênh đó, anh Phong em cảm ơn rất là nhiều đã chia sẻ hồ cũng như là hệ thống lọc lên kênh để cho mọi người tham khảo. Đại diện cho mọi người thì em chúc cho anh cũng như là gia đình mình luôn dồi dào sức khỏe. Em chúc cho công việc của anh Phong làm ăn ngày càng tiến triển, phát đạt và thành công nhiều hơn nữa nha. Mọi người xem video thấy những cái mình cũng như là anh Phong chia sẻ nó hữu ích thì hãy cho hai anh em mình một lượt like, đăng ký kênh ủng hộ mình để có tinh thần làm thêm những video kế tiếp nhé. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nhé. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, yeah, 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 yeah.
as you fade away. Yeah, I'm